chúng con chào đón Chúa hiện diện với chúng con trong giờ phút này. Tôi chào một sư giáo cùng phu nhân. Tôi chào đi mất một sư Phạm Minh Hoàng cùng phu nhân và chào một sư Quách Trọng Toàn cùng phu nhân. Tôi cảm ơn mục sư Toàn vô cùng cho phép tôi đứng đây hầu việc Chúa, và cảm ơn mục sư Toàn trong lúc vợ tôi được yên nghỉ trong cánh tay yêu thương của Chúa, mục sư cùng hội thánh phân ưu, tôi cảm động vô cùng. Một lần nữa cảm ơn mục sư Toàn và cảm ơn tất cả quý anh chị em trong hội thánh San Jose này. Tôi có cái nhận định mà nhiều người không đồng ý hoặc là đồng ý. Tôi nói với tôi rằng đạo của Đức Chúa Trời, đạo mà chúng ta đang theo đây đó, là đạo nhập thế. Đức Chúa Trời ở trên trời, ông thấy mình tội lỗi quá, ông đưa cánh tay xuống. Cái chuyện dễ dàng nhất là mình nắm cái tay ông kéo lên khỏi tội lỗi. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Trời chúng ta thương chúng ta kéo lên khỏi tội lỗi, mình thấy vui lắm. Mình nhìn Chúa, Chúa cười mình nhìn người, mình không thấy xấu hổ. Nhưng cái buồn đó là ma quỷ nó cứ lãng vãng nó đưa ra những chiêu bài. Đôi lúc mình theo Chúa, đôi lúc theo nó. Cho nên rốt cuộc không được cái gì tất cả. Chúng ta là những người đang được Đức Chúa Trời đưa tay xuống, chúng ta nắm được rồi thì Chúa sẽ cắt chúng ta lên, Chúa sẽ đem chúng ta ra khỏi vòng tội lỗi. Xin làm ơn đừng có nghĩ tới tội lỗi nữa. Càng nghĩ tới tội lỗi mình càng khổ lắm. Mình phụ ơn của Chúa, mình nhìn người mình không giống gì nữa. Đó là điều kiện thứ nhất. Phải nắm tay Chúa, Chúa thương chúng ta, kéo chúng ta lên, chúng ta cảm ơn Chúa và đừng trở lại tội lỗi nữa. Cái điều thứ hai đó là hồi xưa đó, tổ phụ chúng ta còn thánh tiện, Đức Chúa Trời hàng ngày xuống nói chuyện với loài người, Chúa chỉ cho chúng ta đi. Nhưng mà loài người đó, cầm si cầm sa, ba chập theo Chúa, ba chập theo ma quỷ. Cho nên cái tội lỗi nó làm ngăn cách giữa ta với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thể tiếp xúc với ta được bởi vì chúng ta tội lỗi. Đức Chúa Trời thương tôi, nhưng Đức Chúa Trời ghét tội lỗi chúng tôi. Cho nên Đức Chúa Trời mới sai con một của Chúa là đấng cứu thế của chúng con. Đấng cứu thế chúng con ở bên chúng ta. Mỗi lần chúng ta muốn nói chuyện với Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nói chuyện trực tiếp được, phải nhờ danh đấng cứu thế của chúng con mà cầu xin. Quý vị mỗi lần cầu nguyện mà có quý vị không nhân danh Chúa, lời cầu nguyện cầu xin của quý vị không bao giờ đến tai của Đức Chúa Trời. Xin nhớ mỗi lần cầu nguyện phải nhân danh Đức Chúa Trời. Và một cái điều nữa mà tôi ráng cả cuộc đời tôi, hồi tôi Chúa bây giờ tôi ráng tôi theo giữ, đó là 10 điều răn. 10 điều răn là một cái dây cột chúng ta với Chúa. Cái 10 điều răn là con đường dẫn chúng ta về nước thiên quốc của Chúa. Mỗi lần mà chúng ta làm sai lệch một trong 10 điều răn đó, tức là chúng ta phạm tội rồi. Và quý vị nhớ một điều tôi đọc trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời không làm cái gì hai lần. Đức Chúa Trời không làm cái gì hai lần. Nhưng Đức Chúa Trời viết 10 điều răn trên bảng giao cho tôi tớ của Chúa đi xuống. Cái ông tôi tớ ông xuống, ông nói ủa, mình dẫn nó ra khỏi đất nô lệ, tại sao nó đúc vàng, nó thờ bò thờ đồ. Ông dặn cũng đập cái bảng. Đúng lý đập thì thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời không được.
người lên núi trở lại, ta viết từ bản khác, ta truyền người đem xuống. Cái điểm này là cái điểm mà quý vị phải ý. Cái 10 điểm răn nó quan trọng, nếu không quan trọng, tôi tới Chúa đập bỏ luôn, không được. Nhưng mà Đức Chúa Trời bác lên làm lại cái bản khác. Cho nên ở đây tôi xin thưa 10 điều răn là cái quan trọng. Tôi xin đạp 10 điều răn này. Ở trong Kinh Thánh thì nó ghi dài dòng lắm, phải đọc kỹ, nhưng mà tôi thì tôi tóm tắt lại, tôi thường in nhỏ nhỏ tôi giữ. Điều răn thứ nhất, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, dễ mà mình không thờ phần. Thứ hai, ngươi chớ lại các thần tượng, mình không làm điều đó dễ. Ngươi chớ lấy danh Đức Chúa Trời làm chơi, mình làm không bao giờ lấy Chúa làm chơi tất cả. Đây cái điều răn thứ bốn, hãy nhớ ngày Sa-bát là ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Chúng ta nghĩ có, nhưng mà chúng ta không làm điều thánh. Đôi lúc tự nhiên cái danh, cái lợi, cái tài chánh nó xen lẫn vào ngày thứ bảy. Nhóm họp, ôi chào mục sư giảng mau để tôi về tôi làm business, phạm tội. Điều răn, bốn điều răn này là giữa ta với Đức Chúa Trời. Còn sáu điều răn còn lại giữa người với người. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ai cũng làm được. Ngươi chớ giết người, mình không làm cái chuyện đó. Điều thứ bảy, chớ phạm tội tà dâm. Điều thứ tám, chớ ngươi chớ trộm cướp. Điều thứ chín, ngươi chớ làm chứng dối. Điều thứ mười, ngươi chớ ham muốn những gì thuộc về người lân cận, cũng đừng tham vợ người hoặc tôi trơ trôi trai tơ lơ gái gái bò lừa hay là vật chi thuộc về cái lân cận. Theo các nhà nghiên cứu về thần học đó, người ta bốn phần của mình đối với Chúa, cái điều quan trọng là điều răn thứ tư, mình khó giữ đó. Nếu quý vị nào mà không giữ được, quý vị nào mà thấy cái ngày Sa-bát là buồn chán là sai rồi. Vì chức Chúa Trời nói là vì loài người mà Chúa dựng lên ngày Sa-bát, vì chúng ta mà Chúa dựng lên Sa-bát, mình không thấy vui, nhiều lúc mình oán trách Chúa chứ. Nếu không có ngày Sa-bát, quý vị cũng như tôi, mình làm liên miên, không biết bao giờ nghỉ. Nhưng mà Chúa dựng lên cái ngày cuối tuần, mình nghỉ. Nếu quý vị nào không thấy vui trong ngày Sa-bát, tới gặp mục sư Toàn, nếu lưng ông, ông sẽ chỉ cho quý vị cách vui trong ngày Sa-bát. Phần còn lại giữa người với người đó, theo các nhà tâm lý học đó, họ bảo rằng cái điều răn số 7 đó là điều răn khó nhất. Người chớ phạm tội tà dâm. Tà là sai quấy rồi, mà dâm là cái đáng làm. Ở đây tôi xin nói chứ, Chúa tha thứ. Dâm với vợ mình là cái khuyết khích, dâm với chồng mình là khuyết khích, nhưng mà dâm với người khác được tà dâm, phạm tội lắm. Mà trong Kinh Thánh nó khép cái tội cũng kinh lắm. Ngươi là đàn bà, ngươi nhìn người đàn ông, ngươi là người đàn ông, ngươi nhìn người đàn bà mà ngươi động lòng ham muốn này là ngươi phạm tội tà dâm. Mà cái phạm tội tà dâm ở trong Kinh Thánh này nó khép tội nặng lắm. Ở đây tôi mở chút ngoặc, có ai trong vòng chúng ta dám nói rằng tôi vô tội không? Không hả? Ai cũng phạm tội, tôi cũng phạm tội. Nhưng mà trong Kinh Thánh có cái câu, cái chìa khóa mình phải nắm lấy. Dầu ngươi tội đỏ như hồng điều, nhưng ngươi bằng lòng xưng tội. Nếu xưng tội mà Chúa tha thì sướng quá. Nhưng mà kèm theo ngươi phải lìa xưng tội và lìa bỏ tội đó, thì ta mới làm cho ngươi trắng như tuyết trong. Mình sao? Xin tội lại Chúa, con tội quá, con Chúa tha con, thiết tha. Nhưng mà ma quỷ là lợi vợ tới đưa những cái mồi ngon. Mà cái đặc biệt ma quỷ nó khôn đó, nó đưa cái tình dục, cái ham muốn về sách thì
ai cũng sa ngã. Ai cũng sa ngã. Tôi dừng đây tôi kể câu chuyện. Ở bên đất thánh nó có một bức tường. Ai tội lỗi đó tới đó xưng tội và tội nạn nó viết mấy giấy ghét vô cái lỗi. Họ nghĩ rằng Thiên Sứ Đức Chúa Trời sẽ lấy cái đề trình đó. Một buổi sáng đẹp trời về tháng năm, có một người bằng áo vest đẹp trắng đội mũ. Ông ta tới đứng trước bức tường, ông khóc, khóc, than. Chắc ông hối hận lắm. Rồi ông ta lại tới đập xuống, cúi đầu xuống, máu tôi tuôn ra. An ninh báo động, xe cứu thương bíp bíp bíp, chở ông ta vô nhà thương. An ninh bởi vì tai nạn cho nên tới chụp hình và có quyền rút cái tờ giấy ra đem về làm hồ sơ. Mùa hè năm sau, trời nắng đẹp, thấy giữa người ta cầu nguyện, người ta xưng tội, cũng thấy một người đàn ông bằng áo vest đội mũ tới quỳ cầu nguyện. Nhưng mà chắc lần này ông ta hối hận quá, ông ta đập tay đập đầu, bể cái não, óc nó tưng ra. Xe cứu thương bíp bíp, không chở bệnh viện, lại chở đi nhà xác. Nhân viên an ninh tới chụp hình và họ có quyền rút cái tờ giấy đó ra. Sau cùng họ tuyên bố, người đàn ông năm trước tới và người đàn ông bây giờ là một. Chữ viết giống nhau, xưng tội giống nhau. Như vậy anh ta hối hận lắm. Xưng tội nhưng mà không lìa bỏ tội. Đức Chúa Trời không có tha. Và theo cái tài liệu mà tôi đọc đó, cái người đàn ông này đó, nếu là theo Công giáo thì cái chức của ông ta là tổng giám mục. Nếu ông ta theo Phật giáo thì ông ta là hòa thượng, nghĩa là người lên chức cao hòa đồng với Thượng Đế. Mà người theo cái Đốc giáo của chúng ta thì ông ta là hội trưởng, nhưng ở cái chức vụ hội trưởng của Liên Hiệp Hội hay Tổng hội. Người này cả mấy chục năm theo Chúa, mấy chục năm đứng trước công chúng ai cũng kính tất cả, nhưng sau lưng có Chúa nhưng mà không có người, anh ta làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Cho nên trong Kinh Thánh quý vị đây, đến ngày cuối cùng á, kẻ đầu á trở thành kẻ chốt, mà kẻ chốt á trở thành kẻ đầu. Ví dụ như tất cả chúng ta là những người thương Chúa đi truyền giáo, chúng ta rao giảng, cái người mới nghe cái họ thấy ôi chà, cái lời Chúa dạy qua mấy ông truyền đạo, mấy mục sư tốt lành quá, họ theo họ giữ đúng. Còn người mà đi giảng dạy, đi rao truyền đó, kính sợ Chúa có, nhưng mà thiệt ra sợ người hơn sợ Chúa. Khi có người đứng đó, mình tỏ ra mình thánh thiện, mình hoan hô, mình sợ Chúa, nhưng mà liếc tới liếc lui không thấy người, mà quỷ nó đó, nó đưa cái mồi ngon, thôi thử đi. Mà thứ thì dính. Cho nên mỗi lần ma quỷ đưa những điều hay, điều cám dỗ mình, điều mình thích nhất, đó chỉ là cái cơn đó. Cái cơn cám dỗ nó chỉ qua 5-10 phút thôi. Mà mình gồng mình chịu được cái cơn một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ tư ma quỷ khó giãn, có cám dỗ mình cũng dính dính. Tôi thiết tha cầu xin Chúa cho tôi được đứng vững đến ngày cuối cùng. Tôi thiết tha cầu xin Chúa ban cho tất cả những người thân thương chúng con, những tín đồ của Chúa được đứng vững. Để ngồi hồi mà Chúa chúng ta trở lại, tôi hứa quý vị cũng tin chứ, nhưng mà Chúa chúng ta nói rằng ta đi sắm cho các ngươi một chỗ, ta trở lại, ta đem ngươi đi. Bây giờ mình thấy nó vẫn vẫn không quan trọng, nhưng mà đến ngày đó Chúa trở lại, ông A, ông B, những người mà mình giảng truyền đứng bên tâm mạc, chuẩn bị vô nước của Đức Chúa Trời, mình bị đứng bên tay trái, chuẩn bị đi vào địa ngục. Bây giờ mình thấy thế quan trọng, nhưng mà lúc cuối cùng mà Chúa trở lại đó, mình thấy buồn. Tôi chạy tới, tôi nói Chúa ơi, Chúa có biết con là lương hà không? Cả cuộc đời con
con đọc Kinh Thánh, con đi nhóm, con dâng tiền, con làm đủ thứ tất cả. Nhưng mà Chúa nói rằng ta thương ngươi lắm. Một là ngươi nóng hẳn, ta cho ngươi. Hoặc là ngươi lạnh hẳn, mới hưởng cái vinh hoa phú quý của ma quỷ. Nhưng ngươi hầm hầm, không nóng, không lạnh. Khi có ta, có người xung quanh thì ngươi tỏ ra nóng lắm, ngươi theo ta. Nhưng mà những người xung quanh ngươi biết ngươi đi rồi thì ngươi hầm hầm đi theo ma quỷ. Tội con lắm hở, lui ra bởi vì con hầm hầm. Tôi xin thưa quý vị, đúng lý Chúa của chúng ta tới từ lâu. Nhưng mà Chúa nhìn ai cũng tội lỗi, cho nên Chúa mở cửa ân điển trong thời gian. Tàu Noe mở cửa, nhưng mà đến khi tàu Noe đóng cửa, không ai vào được. Cửa ân điển đang mở. Tôi nói với lòng tôi xưng tội. Và tôi nói lại Chúa giúp đỡ cho con lìa bỏ tội đó. Để ngày Chúa trở lại, tất cả chúng ta, Alleluia, đón tiếp Chúa. Không có một người nào chạy vào trong rừng sâu rồi đứng trước cây lại, Chúa ơi, Chúa cho cái cây nó ngã xuống để cho con chết. Chúng không được, gieo chi đập lại. Người phải ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. Tôi ước mong rằng ngày Chúa gần kề, tất cả chúng ta cùng nhau Alleluia đón tiếp Chúa. Không có một người nào chạy vô rừng sâu núi thẳm để mong đá lớn cây lớn đèn chết. Gieo chi đập lại. Đây là thời kỳ ân điển, cửa ân điển còn mở. Hãy xưng tội và can đảm lìa tội. Phải lìa tội, vương vấn tội, ma quỷ cái lợn vợn tới sụp bay của nó. Để chấm dứt, tôi kể câu chuyện. Nếu trong vòng chúng ta có người nào thích uống cà phê, mình đang ngồi đọc Kinh Thánh, mình đang chơi nhạc chơi chơi, nhưng mà trong vỡ đầu cứ nghĩ rằng trời giờ thì có một ly cà phê nóng mình ngồi mình uống, trời nó sướng quá. Quý vị nghĩ lần thiết bỏ qua thoát. Quý vị nghe lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, tự động quý vị đứng dậy đi tới đổ nước vô trong cái ấm, nấu lên xem cái cà phê, bỏ trong ly khuấy uống. Ma quỷ lúc nào cũng vương vấn quyến rũ chúng ta. Chúng ta phải can đảm no. Mà khi no thì là no hẳn. Đừng có no rồi giết rồi no. Cầm xí cầm xa là chết. Cho nên tôi lần nữa cảm ơn Mục Sư Toàn cho phép đứng lên đây. Tôi chia sẻ cái kinh nghiệm. Tôi chiến thắng được ma quỷ trong cuộc đời tôi bởi vì tôi biết nó nô. Tôi mong tất cả ông bà anh chị em cũng đừng nó nôi. Vậy mời tất cả đứng lên tôi dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa là cha yêu thương chúng con. Chúng con đang sống trong thời kỳ ân điển. Chúa thương chúng con, cửa ân điển còn mở. Lạy Chúa thức định chúng con, cho Thánh Linh ở chúng con. Mỗi khi chúng con định làm điều gì không đẹp lòng Chúa, Đức Thánh Linh cảnh cáo chúng con. Chúng con tha thiết vâng xin Chúa giúp đỡ chúng con trong giờ phút trọng thế là cửa ân điển còn mở. Để tất cả chúng con, ngày Chúa đến, chúng con Alleluia, đón tiếp Chúa, không có một người nào chạy trốn Chúa. Và tất cả chúng con được đứng bên tâm mặt của Đức Chúa Trời, để tất cả chúng con được vào nước thiên đường của Chúa. Lạy Chúa làm ơn nghe lời cầu xin khẩn thiết của chúng con trong danh Jesus Đấng Cứu Thế. Amen. Cảm ơn.